Hello hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng ngộ không với phong cách không bảng ngọc. Các bạn vừa theo dõi rồi, không hề có một chỉ số nào cộng thêm, không bảng ngọc, không rượu, không bia, không hút thuốc lá. Đó là phong cách tứ đại giai không của ngộ không em ơi, và đặc biệt không gái thì là ngũ đại giai không. Rồi, vị tướng ngộ không quyết định đi Tây Trúc Thỉnh Kinh với sư phụ Đường Tăng, thành ra là lên ngũ đại giai không, không cái gì hết anh em ơi. Đấy. Ok, nói đùa thì thôi. Trong clip này mình sẽ làm video clip thử thách ngộ không không bảng ngọc và làm clip tặng fan của mình. Một bạn đã lập gia đình rồi. Với lời chúc là chúc hai bạn trẻ một ngày kỷ niệm ngày cưới thật là vui vẻ nhá. Thật là vui vẻ và chúc hai bạn sống bách niên dài lão bên nhau, sống thật vui vẻ và yêu thương nhau. Đồng thời sinh những đứa con thật là đáng yêu và có một cuộc sống như mong đợi đó, nhà lầu xe hơi, làm ăn phát đạt. Ok, mình cũng chỉ biết chúc vậy thôi đó, và chúc hai bạn cố gắng sinh thêm những đứa trẻ thật là đáng yêu nhá. Đấy, hình như nó lặp lại anh em ơi, sorry nhá. Ok, thực ra thì đây là lần đầu tiên mình làm video clip để chúc kỷ niệm 1 năm ngày cưới của fan đó, cũng chỉ biết chúc vậy thôi. Vì cuộc sống gia đình rất là phức tạp đó, chúng ta phải tôn trọng cái một nửa đời của mình, tôn trọng và yêu thương thì cuộc sống với cả hai thì mới tốt đẹp được anh em ơi. Ok, những bạn nào lập gia đình thì mới hiểu rõ, còn các bạn đây hầu như là chưa lập gia đình nên mình không nói nhiều đến vấn đề đây. Trở lại trận đấu thì mình cầm ngộ không không bằng ngọc. Ui, dùng chiêu cuối hơi chậm anh em ơi, thành ra là có tin mắt nhảy mất, né được cái sát thương của cái chiêu của mình thì là mình đập vào con rơi. Nhưng mà Valet thì hết mana nhá. Hết mana thì nên bảng đến số. Bởi vì nick của fan thì danh khá thấp, thành ra mình không thể làm video clip lên đồ rồi vân vân và vân vân, đánh thường như mọi khi được, mà mình phải làm clip troll game. Nó mới dị với lạ và với vui được em ơi. Đó, clip tặng fan phải làm cái gì vui vui để các bạn có một kỷ niệm đáng nhớ, nhất là đôi bạn trẻ kỷ niệm 1 năm ngày cưới, cái ngày quan trọng mà hai bạn đã đến với nhau, quyết định xây dựng hạnh phúc cùng nhau. Đó, khi nào các bạn cưới nhau được 60 năm các bạn nhớ là tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày cưới, lễ cưới bạch kim anh em ơi, lễ cưới kim cương đấy. Đó, khi đó thì chắc chắn thì sẽ rất là hạnh phúc, bởi vì nếu mà có điều kiện như vậy thì chắc là hai bạn ok đến ngay nha. Cho mình xin miếng thì không cho đến hơi muộn, không được miếng nào anh em ơi. Đó, các bạn thì thấy tốc độ farm quá chậm và mình không đến kịp để ganh hỗ trợ đồng đội. Đó, không có ngọc mà các bạn thử đánh ngộ không không có ngọc thì nó các bạn sẽ thấy thốn đến rốn như thế nào. Và chính vì vậy mình mới bảo các bạn là không nên dùng bảng ngọc thập cẩm. Bảng ngọc thập cẩm các bạn ép linh ta linh tinh đó, tất cả các chỉ số ôn chỉ số anh em ơi. Khi đó thì tướng của các bạn dù mạnh như ngộ không cũng trở lên rất là yếu, rất là yếu anh em ơi. Và khi đó thì dù bỏ ra rất nhiều vàng mua tướng nhưng mà tướng ngộ không có khi lại không mạnh bằng con Van Hên đó. Khi anh em Van Hên không có ngọc nhá, mạnh hơn ngộ không không ngọc rất nhiều, bởi vì ngộ không là vị tướng rất cần ngọc, rất cần ngọc anh em ơi. Và ở phiên bản đại chiến Clan này, ngộ không nên đồ như thế nào thì nhân tiện mình cũng trình bày trong clip ngày hôm nay. Ngộ không chúng ta phải nên cái kiếm truy hồn, ok anh em cướp bùa của mình, nhưng mà cái giá phải trả thì rất là đắt. Anh em bạn ấy có ngọc nhưng farm rất nhanh, mình chắc là không farm nhanh như vậy đâu. Chí mạng thì không có rồi, ngọc chí mạng không có, ngọc vân vân và vân vân. Rất may là ngộ không có 15% tỷ lệ chí mạng từ cái nội tại, nếu không thì sẽ đánh chậm hơn các vị tướng đi rừng khác rất nhiều khi không có bằng ngọc nha. Đó, không có ngọc nên khá yếu, thành ra mình đánh rất là cẩn thận. Đây, đi sai đường rồi bạn ơi, đi sai đường rồi. Wow, hút. Béo này. Ok, mình đọc như kiểu là mỗi đốt inox em ơi. Và nhanh chóng lên cái đồ chí mạng mới được.
Khi sử dụng Ngộ Không với đồ mới trong phiên bản mới, mình sẽ để bên dưới nhá, cho Ngộ Không đi rừng, các bạn nào yêu thích Ngộ Không đi rừng. Và chúng ta phải dùng bằng ngọc có hút máu trong Ngộ Không. Bây giờ chúng ta phải dùng bằng ngọc 16% hút máu trong Ngộ Không, bởi vì kiếm truy hồn của chúng ta không có hút máu nữa. Đấy, hồi phục sẽ rất là kém. Chính vậy ngọc đỏ anh em sẽ ép ngọc như mọi khi, tỷ lệ chí mạng hoặc là tỷ lệ chí mạng sát thương chí mạng, hai lựa chọn cho các bạn nhé, đều ok. Ngọc tím thì anh em hút 16% hút máu nhá. Còn ngọc lục công phải lý về sinh giác. Ở đây đây là bảng ngọc rất chuẩn cho Ngộ Không rồi anh em ơi, phiên bản mới chúng ta món đồ rừng không có hút máu. Đấy, mình phải bổ sung ngay để Ngộ Không đánh tốt hơn. Vì không có hút máu hồi phục rất là kém. Ok. Té đông quá. Đông hơn con Nguyên. Tóm được 3 mét thì mình cũng chẳng đợi vào ai nữa. Mà phải mất hết cả bộ kỹ năng combo thì mới giết được vài đấy. Thực sự là các bạn thấy đấy, không có ngọc tướng các bạn sẽ bị phế đi. Chính vậy các bạn phải cố gắng giành một bảng ngọc cấp 2, ít nhất là cấp 2. Chỉ 6k vàng một bảng ngọc cấp 2, 60 điểm thôi. Nếu điều kiện anh em dùng bảng ngọc cấp 3, 90 điểm thì sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đánh Ngộ Không thì rất là sướng. Ngộ Không mắc bảng ngọc và Ngộ Không bảng ngọc kém sẽ chênh lệch nhau một con số thiên văn. Vì tướng rất cần ngọc. Không cần ngọc thì thành phế anh em ơi. Đấy, và phiên bản mới này thì ngọc Ngộ Không hút máu của ngọc tím phải từ 8% đến 16% nhá. Ít nhất là 8% và nhiều nhất là 16% hút máu của cái ngọc đó. Chứ nếu không thì anh em đi rừng sẽ rất là yếu. Khả năng hồi phục quá kém. Và chúng ta đánh nhau một cái hết máu là chắc chắn phải về rồi. Vào rừng farm cũng chẳng hồi được máu đâu. Đấy. Thơ chết rồi. Cá cùi. Không hiểu luôn. Đam thường 1.001, đam chí mạng cũng 1.001. Bó tay chấm cơm anh em ơi. Farm rất là chậm luôn. Phong cách này thì nó rất là dị và rất là yếu. Làm phế tướng đi. Đánh rất là khó luôn, mặc dù đánh thấp nhưng mà các bạn thấy đấy. Mình đập con xe còn khó thì thôi bật chiêu sớm thôi. Rồi, về bạn ơi. Chiêu vẫn hết chiêu rồi. Về đi bạn ơi. Rồi. Ít máu quá, mấy cả mình rất là yếu, thành ra là thôi, không vào nữa. Đấy các bạn thì thấy là không cũng ngọc nó yếu đến thế nào. Rất là yếu luôn, rất là phê luôn, nhưng mà rất là phê. Đấy các bạn thấy mà khi mình cầm cũng không đập thối đến rốn nhá. Ở trận đấu này mình cũng đi farm rất là nhiều, nhưng mà tốc độ farm thì nó rất là chậm. Và đập người như kiểu là mối đất inox ý. Thế nên anh em hãy sáng ngay bảng ngọc cho Ngộ Không nếu muốn mua Ngộ Không nhá. Ngọc đỏ, tỷ lệ chí mạng, sát thương chí mạng, ngọc tím 8% phút máu đến 16% phút máu. Đó. Còn ngọc lục thì công lý và sinh giáp. Ok, một thanh niên phá trụ trộm này. đấu danh thấp thành ra là nhiều thanh niên ảo tưởng này bạn ơi. Các bạn chú ý nhá, khi đánh Ngộ Không thì nếu các tướng địch có chiêu lướt này, ví dụ con Naudiel này, hay là con Mudat, thậm chí con Nagrod, chiêu 2 của nó ấy, nó còn né được cái sát thương của Ngộ Không đấy anh em ơi. Khi mình đập xuống ấy, cầm gậy mình đập xuống mà cái nội tại mà cần đập vào nó và nó lướt đi, đó thì nó sẽ né được cái kỹ năng của mình, né được cái sát thương của Ngộ Không. Đấy, thành ra Ngộ Không rất dễ bị thả diều nếu gặp các game thủ biết điều này và phản ứng nhanh. Rất là khó khăn anh em ơi. Và đặc biệt là Laurel trong phiên bản mới thì nó nói rõ ràng là chiêu thứ hai sau khi sử dụng, sau khi sử dụng kỹ năng thì Laurel được không thể chọn là mục tiêu. Không thể chọn mục tiêu nghĩa là mình không thể target và dùng kỹ năng vào Laurel rồi. Ok. Rồi, đập này. Thôi. Đập người khá là thối anh em ơi. Đó. Bắt được mình không được đau cáo ơi. Đầu lại của nó chết rồi, còn mình thanh niên là béo thôi. Béo đấy, không được chạy. Đứng lại là chết ngay anh em ơi.
Ok, mặc dù là danh thấp nhưng mà đánh Ngộ Không không ngọc thì cũng rất là thốn. Rồi, video clip mình đến đây là hết rồi. Xin chào anh em và hẹn gặp lại bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.